Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này chúng con lắng lòng thanh tịnh để được đón nghe đạo từ của chư tôn thiền đức. Chúng con cung kính đảnh lễ điện tiền chư tôn đức chứng minh thành tâm cung thỉnh hòa thượng thượng tâm thượng huệ hạ tâm khoan hỷ ban đạo từ chư hành phật tử chúng con được trưởng thừa công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư gia hộ cho chùa, gia hộ cho quý tôn đức, gia hộ cho quý Phật tử. Một mùa Phật đản phát khi được đạo tâm. Nam mô cần nhất là quý vị tìm Phật nơi
chính con người của mình. Mà muốn tìm Phật nơi chính con người của mình thì mình phải thuần thiện mới phát huy được. Quý vị khi mà thấy rõ điều này thì cái điều ác mình không làm, cái điều thiện nhỏ nhất phải làm, mà giữ tâm hồn rất là trong sáng. Đó là cái lời của Đức Thế Tôn dạy. Thành ra thì chừng như vậy, quý vị muốn tìm Phật trong tâm thì quý vị phải thuần thiện. Cái đây vừa có quý vị nào thuần thiện chưa? Thuần thiện khi nào mà phát huy bản thân lên. Còn nếu mình không có thuần thiện thì hoàn toàn không có khả năng phát huy được thánh lực. Thành ra thì chuẩn bị vậy. Mà thưa quý vị đó, cái đau có quan trọng không? Không quan trọng. Cái già có quan trọng không? Không quan trọng. Cái chết có quan trọng không? Không quan trọng. Mà quan trọng là quý vị có tìm ra được Phật tánh không mới là cái điều quan trọng. Thành ra thì chuẩn bị vậy. Mà hôm nay quý vị về chùa, ngoài công việc căng tầm ngày rồi thì quý vị mỗi chúng ta đều phải phát huy được cái Phật tánh của mình. Thành ra về đời đó mà ngày làm sanh có hai điều. Điều thứ nhất là thái tử đang sẵn dưới cây ngô ngư trong vườn Lâm Vì Ni, nhưng mà Phật đang sẵn thì phải đi ra tiền ăn. Thành ra thì chính vì vậy mà các bậc giác ngộ đó họ muốn đi ra thân này rất là dễ, và muốn trở lại thân này rất là dễ. Nhưng quý vị có dễ không? Thành ra thì chính vì vậy đó, thưa quý vị, là đời sống của lịch sử của Đức Thế Tôn có hai phần đáng sanh. Một phần đáng sanh của Thái Tử Tất Đạt Đa là dưới vườn Lâm Tỳ Ni, nhưng phần thứ hai đáng sanh của Đức Phật Thích Ca là dưới cây Bồ Đề 49 ngày thành đạo. Thành ra ngài đi từ Nạc La và phải đi bảy bước qua xe. Bảy bước qua xe ở đây là trung tánh lên của nó, chứ không phải là vật chất. Thành ra chuyện như vậy, con người của mình có hai phần. Một phần của vật chất là cơ thể, một phần thứ hai là bản chất của tâm linh. Mà thưa quý vị, bản chất của tâm linh thì nó vô tận. Thành ra chuyện như vậy mà Đức Thế Tôn nói được làm người là khó lắm, và có cơ hội học Phật pháp để phát huy được đời sống tâm linh là càng khó hơn nữa. Thành ra ngày về đặt sát quý vị nên làm sao đặt sát Phật trong tôi, đó là tìm Phật trong tôi. Nếu mà quý vị tìm ra được thì luôn hồi chấm dứt về thì thế giới Niết Bàn cực lạc được. Còn nếu mà không tìm ra Phật thì mình phải gì? Mình phải chịu cái luân hồi sanh tử từ kiếp này qua kiếp khác. Thành ra chuyện như vậy mà thưa quý vị đó, khi Đức Thế Tôn, Đức Phật đặt sanh đó, ngài một tay chỉ thiên và một tay chỉ thì địa. Trên trời dưới nhất chỉ có duy nhất con người thôi, mà con người có thể về Niết Bàn được, con người có thể xuống địa ngục được, con người có thể làm A-tu-la xuất sanh được. Thành ra là chính vì vậy đạo Phật là nhân quả. Thành ra quý vị chọn lựa con đường của mình, mà chắc chọn lựa duy nhất của quý vị là phải cái gì?
phải tìm Phật cho nó ra được. Và nếu tìm Phật không ra thì từ vô minh tới vô minh và từ trong thiên giới ngã vô la địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì mình sẽ đi trong kiếp này của tiểu ca. Thành ra những ngày làm ra bị phải gì biết chưa, chắc chưa, có ai chắc không? Cho rằng một cái đi. Điều quan trọng là quý vị phải tìm Phật cho bằng được. Nếu mà quý vị tìm Phật không bằng được, không được thì chắc chắn là tổng mê chỉ mê giai như lục đạo, lục đạo là hoàn tam giới vô bằng. Nếu muốn tìm Phật ở đâu thì cái đạo Phật Minh Sư thì quý vị thưa ngài tới chùa Cái Đức hôm nay chủ đề đây làm bằng cách nào để có tìm Phật được chưa? Thành ra chuyện như vậy mà điều quan trọng Đức Thế Tôn dạy là sớm hỏi Minh Sư thân cận người cao đức, cái bậc thầy sáng suốt, bậc thầy đã tìm Phật được rồi. Thân cận người cao đức là cái đức dày mình cần phải gần gũi. Thành ra là chuẩn bị vậy đó. Mà ở Việt Nam này có trong gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Mà quý vị gần quý tốt đức thì chắc chắn rằng mỗi ngày cơ hội tìm Phật mỗi ngày thôi một đầu lên. Thưa là quý vị này, điều quan trọng hôm nay mà chúng tôi muốn nói với quý vị bằng cái thông điệp là quý vị phải tìm Phật cho bằng được. Thưa quý vị đấy, để chúng ta thấy được điều rằng mà Đức Thế Tôn dạy đó là tự giác, mình tự giác đi tìm thấy thầy học đạo, mình tự giác là sẽ tìm Phật, mà tìm Phật thấy rồi. Thành ra chuyện như vậy đó, minh tâm kiểm cảnh, thành ra là tâm mình nào sáng suốt, nghĩa là không có tranh chấp, không có hơn thua, không có phải trái, không có đố kỵ, không có gánh ghép. Nếu được cái tâm rộng lớn như vậy thì chắc chắn quý vị thấy rõ được bản chất tâm linh của mình. Hôm nay chúng tôi thưa từ đây thôi. A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng đã ban đạo tường cho hàng Phật tử chúng con. Chúng con xin ghi nhớ lời Thầy dạy và lấy đó làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.